Rồi, mình xin chào các bạn nha. Rất vui khi được gặp lại các bạn ở kênh YouTube này nha. Hôm nay các bạn, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu đồ chơi. Đây, các bạn nhìn thấy là có quen không các bạn? Nhìn thấy có cái đường này, có thấy quen không các bạn? Đây là mẫu đồ chơi đường ray xe lửa nha các bạn. Đó, mà thấy chưa? Nhìn chung thì đồ ray chơi này thì là đường ray xe lửa, nhưng mà cái này thuộc dạng cái form mini thì các bạn ơi, tức là kích thước nhỏ các bạn. Nhìn chung thì cái loại này thì có nhiều kích thước các bạn, có một số loại thì kích thước nó lớn đó các bạn. Thì mình ráp ra là cái đường ray nó rất là rộng các bạn, nhưng mà mình đang có mẫu này ở đây thì kích thước nhỏ thôi nha các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, kích thước nhỏ thôi nha. Nhìn rất là dễ thương nha các bạn. Mini thôi. Đấy. Mà đây nhận thức có giới thiệu một số mẫu chúng ta mà. Khi cái đường ray này mình ráp lại các bạn thì nó có hình vòng tròn rồi nha các bạn. Và trên đây có toa xe lửa, mình lắp pin vào nó sẽ chạy vòng vòng nha các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Nào giờ thì mình thấy cái mẫu này nhiều rồi, nhưng mà cái điều mình chưa có quay cho các bạn xem, nay mình quyết định mình quay cho các bạn xem đó các bạn. Đó, thấy chưa? Rồi, ok. Giờ mình khui ra luôn nha các bạn. Nó mất thời gian ha, tại vì cái này mình phải ráp đường ray đồ các kiểu rồi này kia, nó có lẽ nó hơi lâu các bạn. Đấy, bây giờ mình khui ra luôn, mình thử luôn cho các bạn xem ha. Đấy. Đó, mày thấy không? Gọn các bạn. Cái mẫu mình đang có đây các bạn là mẫu mini thì các bạn. Cho nên là cái phần đường ray nó cũng nhỏ và cái những cái to xe lửa nó cũng nhỏ nha các bạn. Mày thấy không? Đó. Ok, để mình chỉnh cái quay xuống nha, để mình bắt đầu mình chuẩn bị hồi mình quay mình ráp lên các bạn xem nha các bạn. Đó, bây giờ mình cứ kiểm tra quân số trước nha. Ở đây là sẽ có bốn đường ray hình vòng cung nha các bạn, tròn, để bo tròn cho cái đường ray trên xe lửa chúng ta chạy hình tròn nha các bạn. Khi mình ráp ra nó sẽ hình tròn nha các bạn. Rồi, đây có mấy thanh thẳng đây. Ở đây chúng ta cũng sẽ có bốn thanh thẳng luôn. Đó, bốn thanh. Rồi, thấy chưa? Ở đây chúng ta sẽ có một đầu tàu xe lửa nha các bạn. Một đầu tàu xe lửa. Đó, các bạn thấy chưa? Một đầu tàu xe lửa. Đây, nhìn kích thước khá là nhỏ gọn, nó không biết lôi nổi không đây. Ở đây chúng ta sẽ có hai to xe lửa rồi ra. Một to hành khách và một to hành lý nha các bạn. Đấy, cái này cầm Mỹ là hành khách này, dung dung chắc chở khách. Còn cái này chắc hành lý quá, này thấy có mấy cục thì chắc là chở than các bạn. Mình tưởng tượng quá trớn các bạn ạ. Đó, ok, bây giờ. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp pin vào cho cái to xe lửa này trước để coi thử nó vận hành được không các bạn. Đấy, mình gỡ ra. Đó, sử dụng một cục pin, nhìn thấy gọn các bạn, rất là gọn luôn, quá là gọn luôn các bạn ơi. Đây, bắt đầu lại mình xíu nha, mình xé một cục pin ra cái này, mình sẽ quay cho các bạn xem pin. Đây, pin sử dụng pin này nha các bạn. Đó, và cái tư cách lắp như thế nào ở đây có hướng dẫn nha các bạn. Nhà sản xuất có in hình cái cục pin nè, chúng ta có lắp theo chiều là được nha. Đó. Đó, ok. Rồi, bây giờ cái đây là cái công tắc của nó, cái đây là công tắc nó gạt qua đây là nó chạy. Đây, nó chạy ok. Vậy là ok nha các bạn. Vậy có nghĩa là nó sẽ vận hành bình thường nha các bạn. Đó. Tắt, bật, tắt. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, đáp lại thôi. Đó, khi đáp bạn nhớ nha, cái phần lẫy này nó phải vô cái khe này nha các bạn, khe trống này nha. Nếu không nó sẽ bị gãy công tắc nha các bạn. Đó, ok, gắn vô thôi. Dễ mà. Nó vô ngàm. Đó, ở đây. Vô, đó, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ ráp cái đường ray xe lửa nha các bạn. Còn lại mình xíu nha. Mình ráp em mới được. Đây đi coi mình hướng dẫn ráp làm sao đây. Hai tuần thẳng hai tuần ngang rồi. Mình ráp là mình phải để cái mặt có hình răng cưa nằm mặt trên nha các bạn. Cái phần này là giúp cho cái bánh xe nó tăng cường cái độ ma sát và nó sẽ bám tới đường ray nha các bạn. Đây, mình ráp vô. Các bạn nhìn nè. Đẩy vô. Nghe một cái cặp là được nha các bạn. Đó, một cái cặp là được, một đường ray. Bây giờ hai thanh thẳng chúng ta sẽ nối thành một đường thẳng nha. Đó, để thẳng ra trước. Giờ tiếp tục tới cái đường này. Đó, nhớ các bạn lắp là phải đúng mặt của nó nha các bạn. Cái mặt có răng cưa là phải đưa lên trên nha các bạn. Đó, thấy không? Rồi, bây giờ thanh công này chúng ta sẽ ráp theo từng cặp nha các bạn. Đó, theo từng cặp luôn, cũng tương tự như vậy luôn. Đấy rồi, vô đây. Đó. Đấy, lộn rồi. Vô nhưng mà vô khớp nha các bạn. Đó. Đó, ok, rồi vô khớp một đường. Rồi đây tiếp tục một cặp này nữa, vô từng cặp nha các bạn. Nhớ quay lên nha các bạn. Đó, quay lên nha. Rồi, bây giờ sẽ mà từng phía mình sẽ lắp vô. Đấy. Từng cặp thôi, nó cũng tương tự thôi các bạn, đơn giản lắm. Đó. Đó. Vô cái guồng của nó là rất là dễ nha. Đó, và ráp ra cũng bự các bạn, chính là cái kích thước này cũng khoảng 6 tấc các bạn ơi. Đó. Dòng cung này cũng khá là bự nha. Vô. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi. Đó, khá là rộng nha các bạn.
Để mình quay góc rộng một xíu cho các bạn xem nha. Rồi, đó, các bạn thấy bự không các bạn? Mình phải để cao camera lên, mình mới thấy được cái toàn cảnh của cái đường ray này nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Rộng, khá rộng nha các bạn. Chắc khoảng 32 gan rưỡi, 3 gan của mình nha các bạn. Nhìn chung mình có khoảng 6 tấc nha các bạn. Kích thước này chắc khoảng 6 tấc. Chiều dài từ đây tới đây khoảng 6 tấc, rộng này chắc khoảng 3 tấc nha các bạn. 3 tấc tức là 30 cm, 6 tấc nghĩa là 60 cm nha các bạn. Đó, có nghĩa là chiều dài nó gấp đôi chiều rộng nha các bạn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ lắp cái từng to này vào. Đó, các bạn nhìn thấy nè, ở mỗi này nó có một cái những cái móc này, những cái là cái móc của nó tròn này. Đó, để coi cái này gì đây, rồi sao đây. À rồi, ok, vậy là cái này nè các bạn, đây có hai cái móc, có nghĩa là cái này sẽ là to giữa và cái này cuối cùng chỉ có một cái móc thôi, có một cái móc thôi nên là sẽ là to cuối nha các bạn. To cuối cho ta móc vô đây, nó to cuối và to giữa thì chúng ta sẽ móc vô đầu tàu tàu. Đó, đặt vô thôi. Rồi bây giờ mình đặt vô. Đó rồi, bây giờ mình sẽ bật công tắc lên cho nó chạy các bạn cùng xem nha. Lên. Đó, rồi thấy chưa, nó chạy các bạn, nó chạy, nó sẽ chạy vòng vòng theo đường ray thôi nha các bạn, do là xe lửa mà các bạn, cho nên nó bắt buộc phải chạy đường ray nha các bạn. Đó, cái mẫu này là cái mẫu của mình, nó là cái mẫu mini thôi các bạn, cho nên là nó chỉ có bao nhiêu đây thôi. Còn những cái mẫu mà đầy đủ các bạn, nó sẽ có thêm những cái là cái cây cối này các bạn, đá đừng dùng để cho các bạn trang trí xung quanh đường ray các bạn, và kích thước nó bự hơn nha các bạn, cái đường ray nó kích thước nó bự hơn, cái tàu xe lửa nó bự hơn, và nó thêm những cái vật trang trí miếu ngoài nữa nha các bạn. Đó, vậy không, do cái mẫu thì mình mẫu nhỏ, mẫu mini cho nên là nhiều khi nhà sản xuất nó cắt giảm hết trơn, chỉ còn có nhiêu đây cái phần để cho mình đủ chơi thôi các bạn. Đấy mà thấy không, đơn giản chỉ cần chiếc xe lửa và một cái đường ray là xe nó chạy được, phải không? Đó. Mình khá là vui nha các bạn. Nói chung thì mẫu mini thì chơi cũng được rồi các bạn, còn mình có điều kiện á thì mình đã mua cái mẫu lớn hơn thì mình nhìn á nó sẽ giống thực tế ngoài hơn nha các bạn, và nó đẹp hơn nha các bạn. Còn này mẫu mình mẫu mini à, cho nên là nó sẽ thiếu thốn nhiều cái, cho nên nhìn cảm giác nó không đẹp bằng nha các bạn. Nó phải có cây cối đá rồi các bạn, những khối đá rồi thêm cây cối rồi trang trí rồi vô để nhìn nó rất là đẹp nha các bạn, giống như là xe, thực tế tàu hỏa xe lửa ngoài đời nó chạy nha các bạn, nó chạy qua từng vùng núi, vùng địa hình, vùng cây cối, vùng rừng rậm tương tự như ngoài đời nha các bạn. Còn mẫu này thì mẫu mini thôi cho nên nó chỉ có như đây thôi các bạn. Thấy chưa, nó chạy vui các bạn, nó cứ chạy gì hoài nha các bạn. Cái này á thì cái thời gian chơi á của nó các bạn thì cái pin á thì tầm khoảng 45 phút cái một tiếng nha các bạn. Nhìn chung thấy vậy chứ nó vận hành rất là lâu, các bạn nó chạy chừng nào nó mệt thì nó nghỉ nha các bạn. Thấy chưa, khá là thú vị luôn nha. Đấy, cực kỳ thú vị luôn. Đó, chạy nào mệt nghỉ thôi, nào mệt báo nha. Chừng nào mệt mà mệt rồi mệt như báo nha, chú lấy tàu, chú lấy tàu, kiểu này chạy chắc hơi lâu à. Ngoài hay chưa? Rất là hay luôn. Mình á, tại vì phía sau mình lấy mẫu mini được các bạn, do cái không gian của mình đó các bạn là không gian hẹp, cho nên là mình không thể nào lấy mẫu bự được. Nếu lấy mẫu bự mình sẽ không đủ góc để mình quay các bạn, cho nên các bạn thông cảm nha. Nhìn chung cái mẫu bự, cái cách thức chạy vận hành nó cũng tương tự y chang vậy thôi, mà chỉ nó khi khác là kích thước nó lớn hơn thôi các bạn, chứ ngoài ra là vận hành được y chang gì hết. Nó cái tốc độ chạy cũng y chang vậy luôn các bạn, nó cũng không nhanh hơn đâu. Nhưng chẳng qua cái đường ray thì kích thước nó bự hơn, và cái đầu tàu xe lửa nó cũng bự hơn thôi các bạn. Rồi tới trạm mà dừng lại bắt tay đây, rồi rồi luôn rồi, lọt ra ngoài luôn rồi. Tắt nè, đó các bạn tắt thấy không, sức to hết trơn à. Đó, này tàu xe lửa nữa các bạn thấy không, dài không. Ok rồi, video clip của mình chắc cũng đã tới đây thôi nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết video mình nha. Nếu thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video này đến tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Các bạn có thắc mắc gì á, hay là các bạn cần mình quay cái gì, hay là muốn mình giải đáp cái gì, các bạn cứ việc bình luận xuống phía bên dưới nha các bạn. Mình sẽ cố gắng giải đáp thắc mắc cho các bạn. Khi mình có thời gian thì mình sẽ giải đáp hết cho các bạn, và mình các bạn yêu cầu mình quay mẫu nào đó thì mình sẽ cố gắng tìm được cái mẫu đó để mình quay cho các bạn xem nha các bạn. Rồi, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip lần sau nha.